không lấy 9 triệu, mỗi thằng cũng có 1 triệu đấy. Không lấy 9 triệu. Anh không như thế, không lấy chuẩn. Bây giờ em này em anh là anh là cây. Đại vẫn phải nộp trăm bốn. Triệu. Còn anh Hùng ủng hộ câu lạc bộ là 5 triệu. Thế làm đấy gì? Kiểu không mua cây, kiểu ủng hộ 1 triệu. Kiểu ok. Vào rồi, treo. Từ từ một tí nữa. Chúng ta treo sao anh à? Đây rồi, đâu mà cây này đâu? Đây đâu ra đây để cho chúng mày vui làm à. Cây này là giao lưu là cây tình anh em của câu lạc bộ tối thiểu là 101. Đây là câu lạc bộ thôi. Nếu không phải câu lạc bộ là hơn nhiều. Còn lâu mới có giá đấy nhá. Thực tế là 100 và anh em ủng hộ nữa thì đấy. Ít nhất 101 mới có ra được. Cảm ơn anh Hùng. Chúc mừng hai anh nhá. Rồi xong, đã xong. Đấy. Phút 1 luôn cơ gì à? Cho em chụp kiểu ảnh nhá. Lại bắt tay lại để chụp ảnh nhá. Nhanh lên được vào bắt tay trước. Cho lên truyền thông luôn. Đấy. Trang nhất luôn. Đấy, anh Hùng đã ủng hộ câu lạc bộ là 5 củ nhá. 5 củ nhá. Hôm nay có câu chuyện với tí. Được rồi, tuyệt vời rồi. Được, cây dáng làng rất đẹp. Chúc mừng anh. Tuyệt vời. Cây xanh Nam Điền quá tuyệt vời. Chết kể. Đây là hình bóng quê nhà. Đúng rồi. Quê nhà chuẩn đấy, chuẩn đấy. Mai về làm cái biển đấy. Thì con này ấy, chúng mày cứ làm cho biển ở đây nè. Bóng quê nhà. Con này được biển đấy. Số 29 rất đơn giản nhưng mà mình lại đẹp. Số 89 luôn, 89. Thả nó đẹp phát trên luôn. Không đổi, cái trọng lượng giữ nguyên nhá. Không phải đổi nữa. Không phải đổi luôn, không? Tất cả luôn. Đấy, tất cả luôn cả đôn. Được rồi. Hay. Rồi, bắt tay luôn kìa. Nào nhanh lên, 90. Không biết đâu. Nó bảo rồi hôm nay này. Dạ Hùng ơi. Hiêu gì cây giữ lại. 90 luôn. Anh cắt lời chút nhá. Vâng. Tại sao? Hiêu gì cây giữ lại mà cứ. Anh Trường ơi. Lảng lảng ấy lại. Anh Trường có bảo hiêu gì cây giữ lại mà. Cây em để cắt chút độc cột. Thế thôi. Em nhiều cây á. Em nhiều cây. Anh nói là nhiều cây của em. Anh cắt lời em chút nhá. Nếu mà cây là em tâm đắc mà em không bao giờ giao lưu cũng nghe đến nơi này. Nhưng mà nếu như mà em có giao lưu nhưng mà em hẹn anh là cuối tháng 5 em
về em kê đồng về về nhà mới. Bây giờ lại câu chuyện Tùng ơi, chưa Tùng nhá, anh em hôm nay giao lưu mà khi mà em Hùng khai trương cái nhà mới, Tùng trách nhiệm bên này bề đúng bề đúng cái vị trí em thích, được chưa? Được, hôm về nhà mới, bề đúng về nhà mới. Em bê cây trước mà lúc về như em về thành về như vậy thầy ba đi bán. Bây giờ cứ chốt đi. Chốt xong rồi em đấy là em vẫn chốt như giá như thế, kể cả thằng Tùng mai kia em Tùng nó mua như nào. Em vẫn chốt như giá đúng thế. Bây giờ em phải kê về nhà mới em giá. Anh ta cắt lời đó là sai nói đây này. À để lấy lộc đã. Đúng rồi, chuẩn đấy. Để lấy lộc, lấy lộc, lấy lộc. Nhà mới em cần mấy 6 cây còn. Chốt rồi đây để quay lại ấy, đây quay lại cây được đấy, dáng làng được đấy, chất đấy, nhưng mà gì nhở, xong ông đại lấy cái ô che vào đi, không phải che cây này, che được, che đi, cây này không bao giờ phải che, cứ che đi, nhớ nghe ông Duyên, cứ che cứ che, cây này không bao giờ cháy được, che cho an toàn. Nắng này nắng ghê đó, phòng còn hơn trống. Phải che vào. Cứ phòng còn hơn trống. Mùa này là mùa độ ẩm thấp. Độ ẩm đang bị khó. Mùa này nó khô. Cháy cháy đấy, che vào. Này cháy mẹ ghê gớm mày. Đây 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 đây. Đây đây. À đây đây đây. Đấy. Anh bồ của em á. 100 triệu chứ có phải là ít tiền đâu mà. Đúng không anh Điệp nhỉ? Đây là điệp che cho Lan đấy. Anh nói chặt đất mà đi. Số rất đỏ đấy. Bà mua cái gì có thực thế. Cả bộ. Toàn đòi 350 nhưng mà lại mấy trăm. Cái đéo nào lại mua được không? Bố nó bảo. Nghe chừng con này căng nhỉ? Căng gì vòng đi vòng lại nếu mà không hợp thì là mấy mét giá đấy. Em là em không thủy. 100 triệu mà 90 triệu mà vẫn chưa chốt được thì thầy. Anh cho đồn đấy. Anh ở cho đồn đấy. Không biết bác nào sẽ có duyên đây.